Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí Và ở trong video học tiếng Anh ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau luyện nghe, luyện nói, luyện phản xạ Cũng như là luyện dịch tiếng Anh Và một phần nữa là ôn lại các cái từ vựng chúng ta đã học ở trong các cái video lần trước Và mình hy vọng các bạn sẽ dành thời gian cùng mình làm quen cái video lần này Và cái đoạn hội thoại đầu tiên chúng ta sẽ làm quen Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mổ sẻ cái đoạn hội thoại trên các bạn nhé. À, đầu tiên là có hai bạn à, A và bạn B gặp nhau. À, và bạn A mới nói với bạn B là... Nice car, Jason. Is it yours? Đấy, cái câu trên có nghĩa là xe đẹp đấy, à, xe của cậu A. Và người bạn à, B sẽ trả lời Này. No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Và ý của người bạn B là không không phải xe của tớ mà là xe của chị tớ. chị ấy thì có công việc mới và chị ấy lái xe đi làm. Tiếp theo là người bạn A sẽ hỏi. Này. Is her job here in the suburbs? Người bạn A hỏi là công việc của chị ấy có ở ngoại ô hay là không? Và người bạn B sẽ trả lời là No, it's downtown có nghĩa là không ở trung tâm của thành phố. À, tiếp theo người bạn A sẽ nói này. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. ý của người bạn A là bố mẹ của tớ thì cũng làm ở trung tâm thành phố, nhưng mà họ không lái xe đi làm và họ đi bằng phương tiện công cộng. Tiếp theo là người bạn B sẽ nói này. The bus or the train? Ý của bạn B hỏi là à, bố mẹ của bạn là đi bằng xe buýt hay là tàu điện? À, và người bạn A sẽ nói này. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. Câu trên có nghĩa là à, tàu điện ngầm thì không dừng ở gần chỗ nhà tớ, vậy à, cho nên là họ phải đi bằng xe buýt. Và việc đi bằng xe buýt thì thực sự là rất mất thời gian. Và người bạn B sẽ nói này. That's too bad. À, tức có nghĩa là thật giờ đấy. Và bây giờ mình xin dịch lại cái đoạn hội thoại vừa trên, đấy chính là cái à, à, câu đầu tiên là xe của bạn đẹp đấy à, của cậu A. À, người B sẽ trả lời là không, của chị Tớ chị ấy có công việc mới và chị ấy lái xe đi làm. À, tiếp theo là, là công việc của chị ấy thì có ở ngoại ô hay không? À, không, à, ở trung tâm thành phố và bố mẹ của cũng bố mẹ tớ thì cũng làm ở trung tâm thành phố nhưng mà họ không lái xe đi làm mà họ đi bằng phương tiện công cộng à, à, xe buýt hay là tạo điện ngầm à, tàu điện ngầm thì không dừng ở gần chỗ nhà tớ vậy nên họ phải đi bằng xe buýt à, việc đi bằng xe buýt thì rất mất thời gian mà giờ thật đấy Tức là à, đấy chính là cái đoạn à, đầu tiên mà chúng ta sẽ làm quen à, trong cái phần à, về luyện nghe và nói và phản xạ tiếng Anh. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần 2, phần uh, câu hỏi bạn từ đâu tới where are you from đúng không Và bây giờ mình cũng xin mời các bạn lắng nghe đoạn hội thoại từ đầu đến cuối nhé. Where are you from Jessica? Well, my family is here in the United States, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Pusan. So is your first language Korean? Yes, it is. Và bây giờ chúng ta sẽ uh, sẻ từng cái câu ở trong cái đoạn hội thoại trên. Uh, câu thứ nhất là Where are you from, Jessica? Uh, có nghĩa là uh, Jessica, cô từ đâu tới? Cô từ đâu đến? Uh, cái câu thứ hai là câu Well, my family is here in the United States, but we're from Korea, originally. Cái câu vừa rồi có nghĩa là... À, à gia đình của tôi thì sống ở tại Mỹ, nhưng mà chúng tôi là người Hàn Quốc, ở gốc ở Hàn Quốc. À, câu thứ ba này. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Câu thứ ba này có nghĩa là, ồ, oh, mẹ của tôi cũng là người Hàn Quốc đấy. À, bà là người Seoul, à, cô có phải là người Seoul không? và Jessica sẽ trả lời là no, we're not from Seoul, we're from Busan. À, Jessica trả lời là không, à, chúng tôi không phải là người Seoul mà chúng tôi là người Busan. À, tiếp theo nữa là so is your first language Korean? À, có nghĩa là cái tiếng Hàn Quốc chính là tiếng mẹ đẻ của cô à, Jessica à, và câu trả lời là yes. It is. À, vâng, đúng như vậy à, Và bây giờ mình xin dịch lại toàn bộ các đoạn hội thoại à, Đầu tiên là à, Cô đến từ đâu vậy Jessica? À, à, gia đình của tôi thì sống ở Mỹ Nhưng mà tôi lại là người Hàn Quốc à, Ô mẹ của tôi là người Hàn Quốc đấy à, Bà ấy là người Seoul à, Cô có phải là người Seoul không? À, Jessica trả lời là không à, Chúng tôi không phải là người Seoul Mà chúng tôi là người Busan À, vậy tiếng Hàn Quốc là tiếng mẹ đẻ của cô à? à? Vâng, đúng vậy Và cái đoạn hội thoại vừa rồi Cũng kết thúc cho cái video học à, à, Luyện nói, luyện nghe, luyện thả xạ à, Luyện dịch tiếng Anh à, ngày hôm nay à, Và các bạn hãy nhớ like và chia sẻ video giúp mình à, Hãy đăng ký theo dõi kênh Youtube của mình Để xem nhiều video hơn nữa các bạn nhé